Ok, hôm nay anh em. Thì hôm nay chơi thử cái con mà Viewfinder nó vừa ra mắt hồi nãy thôi. Thì tôi cũng thử mua nó để chơi luôn. Đây. Vừa setting trước đã. Thì em sử dụng cái phông này dễ đọc hơn. Phông ổn. Còn cái chế độ nhấp nháy, phụ đề ok. Màu phụ đề này là cái kiểu gọi danh xưng thôi. Thumb level là cái gì đó, thời gian hoàn thành màn chơi hay gì đó. Okay, bật lên đây. Ngôn ngữ vector graphic này cần cho anh thôi, không biết nó tính là phím chuột không, nó để hình bàn phím nữa nè. Graphic field view rồi view em lock này giá lock file xếp thôi. À đây cái màn chơi hôm ban đầu hôm bữa đây. We're in. Time to explore. Để tôi chỉnh tốc độ chuột lại một tí. Anh em nhớ hồi chơi demo là họ để tốc độ chuột lạnh bên. Giờ đỡ hơn rồi. Rồi, ok. Thì cái phần này cũng tương đối giống demo ban đầu. Trong này tôi nhớ là không có gì. What is this place? Whoa, you okay? Your vitals look good. I guess we know now that falling doesn't hurt. That's some good news at least. What's an old photograph doing here? Did you just shift reality? Tại vì cái máy tele phọt đầu tiên. Đây là cái đoạn đầu tiên trong cái demo của bữa thôi. Đây, nhấn cục pin, thả cục pin. Thì ở đây nó có ba cái chấm là mình cần ba cục pin. Bên này nhìn như nó lon coca vậy hả? It's almost working. Đây có một cái bức like tranh we need one more. Game tôi thì đồ họa nó không đẹp được như vậy đâu. Nhưng ít ra cái khả năng tương tác thì nó cũng tương tự như vậy. Ở đây như không có gì hết. Đây. Sao tự nhiên đá bung bung vậy? Hey, there we go. Ừ, một cục đủ rồi. This place definitely feels different chỗ này than giống what ấy we've à. Seen so far. Nhìn rất là đẹp luôn. It looks like someone really settled here. Game này đúng là nghệ sĩ thiết kế này. It's really nice. I wish I could be in there with you. Okay, what's next? Đồ họa rất là đẹp, có điều mà mấy cái vật phẩm này nó hơi thiếu cái bóng thôi, cảm giác như đang lơ lửng vậy. This must be the next stage. Let's go. Rồi sang level kế tiếp. Đoạn này thì có team trailer rồi. Anh em mình coi trailer chắc nhớ đoạn này thôi, nhớ túi chay nhiều phải không? Đây à, mình còn nhớ cái câu thổi đó nữa. Follow the gray brick road. Ây da. Cái dạng này là dạng như máy chiếu hay máy nghe đài đó. Maybe there's a surface you can use to climb up there. Dịch nè.
Hầu như đếp nào cũng có con dịch hết. Đâu có thành tựu luôn rồi. Một cục pin. Ở đây có một cục pin nữa nhưng nó đã bị phá đâu hàng rào. Map này map mới à. Ta dán được nguyên cái mặt trời nên nó luôn rồi. Còn một cục nữa. Đây, chúng ta tiếp tục qua đây, game rất là ảo màu luôn. Cục pin nó nằm đâu ta? Trước khi nó nằm trong cái nhà này không? Đây 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 thiệt nè. Ok. Cái map này cũng chơi rồi. Tôi nhớ là cái dòng lập lốp á. Dịch dịch. Coi còn dịch nào nữa không? Cái này như mã một như đó. Thì em này là dạng như một họa sĩ đó, đang đi tìm kiếm ý tưởng thôi. Oh, that's unusual. So the photo is acting a bit weird. Chuẩn bị nhiều sống rồi vậy. Quái. Quái, đồ này mới à? Welcome back. Chào mừng trở lại. A little too soon for my liking, but happy to have you. Who knew it would be this tricky to get ancient tech back? Ai à, nãy giờ mình sống trong một cái vòng lặp thôi. Seems like the simulation had some difficulty maintaining itself. We might need to reroute our power sources to keep it running. These people were trailblazers. Summer, but that's what we get for messing with old tech. Don't worry, love. We'll get it sorted and then it's off to the races. Tôi lỡ mở cái máy lên, giờ nó nói tông lộn. The weather disruptor really might be the game changer we need. Đồ họa làm cái tường nó cũng đẹp lắm. Nếu vòng nghiên cứu đã bị quỷ rồi. Chắc mình đi ra thôi. Thời tiết khá là to. Bây giờ chắc mình tìm cái oxy mình nạp cho nó máy. Sao máy rửa tay vừa liên tục chứ nó. Covid à. Đây là thành phố mình đang sống rồi. Cái nãy chỉ là dạng như cái khu vui chơi giải trí cho mình nó giống thôi. Này là data center rồi. Đó là nè. Hệ thống thì có lỗi cho hai cái này. Tắt hết đèn. Máy vẫn chạy. TV vẫn còn mở. Who knew it would be this tricky to get ancient tech back in working order? Just look at all this junk lying around. Don't be cruel, Jesse. These people were trailblazers. We could find a real tree of life in there. Or is it more accurate to call it a lightning rod? Well, either way, one thing's clear. The weather disruptor really might be the game changer we need. Cửa này không mở được ta.
rồi reset hệ thống. Cách sửa chữa vấn đề là reset máy. Nice work. Looks like we're back online. Ready when you are. Ok, chúng ta tiếp tục vào thế giới ảo thôi. Anh em nào có một cái dàn máy như vậy thì sống được trong thế giới game luôn. Tiếp tục. Quá đẹp luôn. Chỗ này đúng chiêu luôn. Cái bàn có hình vuông. Con này thiết kế là đúng kiểu nghệ sĩ. Máy móc làm đến chi tiết ở trong luôn. Phối cảnh rất là tốt nè. Thiếu mỗi cái bóng vô mấy cái đồ vật thôi. Rồi ở đây chiêu thoải mái cả ngày. Game tôi thì cũng có tính năng ngồi nữa nè. Anh em yên tâm. Mà ngồi xong không có xoay qua xoay lại được. Chủ yếu là để giải quyết câu đố thôi. Chứ không phải ngồi chiêu gì. Game đồ quả xấu quá mà. Tranh cũng rất là đẹp. Bên kia vẫn vẫn còn một cái máy nữa kìa. Ở dưới này cũng vẫn còn một cái máy nữa mà. Cái này dạng như cái bay của mình này. Đây có một chấm một dấu chép rồi sao đó. Đầu game là mình vô cái máy này mình đi lên. Mình vô cái máy này đầu tiên. Nó nãy mình bị nhiễu sóng ở đây nè. Đi lấy cái dòng lọc đó. Con dịch còn không? Dịch mất rồi. Vẫn còn cái bóng của con dịch ở đây nè anh em thấy không? Đây là do con game này nó mà nó render trước cho nó giảm thiểu mà cấu hình lúc mà mình đang xử lý lúc đang chơi. Nên giờ mình lấy con dịch thì còn cái bóng đó. Photos are back to normal too. Excellent. Should be smooth sailing from here. Hopefully. Không đủ độ cao à? Nó nghe cái gì giống vậy? Cái này lần trước bị lỗi ở đâu cái chỗ này nè. Con bướm bay qua dính vô cái cây đó. Bướm hai lá thì với lại chưa có làm kích. Này nè. Những hai màu đỏ nó chưa sát rồi. Chỗ này như một cái thư viện vậy. Close your eyes. Đây cái đoạn này là cái đoạn rất ảo ma luôn rồi. Anh em đi đủ phong cách đồ ả nha. Please, Kiraya, have you ever known me to be the vengeful sword? Okay, see. Chúng ta bú đá hơi bị nhiều. Cái gậy cũng 2D nữa nè. Nhà này thì đi vòng rồi sao không có gì hết. Chứ chưa có đi thử. Nhưng mà lần này đi thử thì nó cũng bình thường. Vô cái đinh gạch. Chúng ta chuyển về cái chế độ đồ họa phía sau. Sao đi nghiêng qua nghiêng lại nó ngổ vậy đó. Giống như mình đang mà lái xe vậy. Đó lần trước hình như là chúng ta kết thúc demo ngay chỗ này. Đây có một chiếc chết rồi. Chiếc chết đó là chắc đi xong cái level đó đó. Nhưng mà nó hiện có một cái dấu chấm là sao không hiểu nữa. Hiện có một dấu chết rồi nè. Vẫn có một dấu chấm nè. Ngày mới nè, đi thứ đây. Nhìn nó rồi xanh tươi luôn. Mấy cái chỗ là đúng chiêu luôn. Mình
Chocula. Bản game này giá hơi mắc đó nha anh em. Tôi nhớ hình như 25-30 đô vậy đó. Có điều với bách giao nó làm hơi sống. Đúng là nghệ sĩ mới design được những cái như thế này. Tức là mình phải quay cái ảnh này lại. Ủa khoan, tôi nghĩ là nó có lừa mình đâu. Trên đó có một tấm ảnh hả? Như này cũng một tấm ảnh hả? Nãy là mình xây kiểu đó, giờ mình xây kiểu này. Rồi bắt đầu có cái tròn nghiêng nghiêng ngõ ma nữa đó. Cái mê cung. Nghiêng quá nó không cho đi hết ta. Quay lại à. Tôi nghĩ nên lật cái mê cung lại cho nó dễ. Nó dễ nhìn trước cái. Cũng khó nhìn quá. Lẽ phải dựng thẳng. Nãy vô là mình bị nghiêng quá, mình đi không được hết vậy. Nên giờ tôi cố tình để nghiêng lại tí nè. Đó là mình qua được nè. Dịch nó nè. Đây không có bức ảnh rồi cho ta. Ê! Từ nào cũng về một lối à. Gần chỉ có con dịch thôi. Cái này là mặt sau của cái mê cung. Thì đáng tiếc là không có gì cả. Vì lật lại cũng không phải. Đường này như nhau hết à. Không khác biệt gì luôn á. Nếu như không có bức tranh nào nữa thì sao mà đi ta.
Không nhảy lên được luôn. Bí đường rồi. Game giải đố mà bí đường là hơi bị chua đó. Thì có gì lòi ra nè. Đi ngược về đôi chứ biết sao vậy. Đầu này mình ở đây chỉ có một bức tranh duy nhất thì không có sự lựa chọn rồi nữa. Đây tiếp theo là có hai bức tranh. Thử cái bên này trước. Không lẽ thiết kế nguyên cái mê cung gì chỉ để lấy mỗi con vịt. Màu quá. Theo tôi nghĩ thì sẽ để cái mê cung để đi lên được cái trần mê cung lấy được tấm ảnh như này nè. Nhưng mà muốn nhanh quá thì được đó, xong rồi để sao mà cái trần mê cung để lên lấy được tấm ảnh nữa. Cao quá rồi mà vẫn lấy được đó. Giờ qua màn chưa ta, lấy nữa à? Sao tôi đi ngược lên gì nào?
Ôi. Bỏ tay rồi, giờ hết biết xây chiều nào luôn rồi. Cái ảo ma tôi tạo ra nãy giờ. Bây giờ nó nghiêng quá, không biết làm sao luôn rồi. Vô. Bây giờ đi đâu vậy? À bên đây mới có tấm ảnh, nãy giờ không biết cứ đi thẳng không dòm bên đây. Rồi, khó, làm khó nhau. Công nhận game ảo mau ở trên tí chóng mặt nhức đầu buồn nôn quá rồi. Ba dịch luôn nè. Con dịch vàng rồi chắc của anh đem làm code. Tôi cũng có con này nữa. Đây được con luôn nè. Để đây chụp hình luôn. Đó. Đúng dịch vàng luôn. Giống nhau không ta? Dịch của tôi thì mỏ hồng hào hơn. Dịch móng đỏ hơn. Kem trong ảnh của ảnh mà. Chắc bớt phút dưới luôn đi. Để chụp con gái làm ảnh nào này. Sai ảnh nó tự nhiên gì sai nữa hả ta. Ủa nãy mình tự máy nó qua mà. À vậy là mình phá đảo xong cái này rồi. Quay về cái bay rồi. Còn map nào nữa không?
Đây cái này chưa ấy gì nè. Hai cục pin. Này dạng như là máy tính lại máy hình dữ nè. I'll test it out. À. Nó xạo chân xạo bài chứ. Nhiều quá rồi. Mỗi loại 2 tấm đi cho nó chắc. À có cục pin rồi. Đây có 2 cục pin này. Thực ra mấy cái vật phẩm này không nên làm tương tác trực lý với mà cái con bao đâu. Cái con mà nhân vật mình điều khiển rồi là con bao tốt á. Chỉ nên tương tác với môi trường thôi. Bên này lõm quá vậy, chạy được luôn. Rồi mất tiêu đóng bài của mình này. No. Phía trên nó có gì không ta? Coi đây còn sót cái gì không? Sót con dịch nè. Ở đây lại có một cái máy photo. Mất con dịch rồi. Photo đừng lần nữa. Thử không ạ? Được luôn. Rồi cái tấm photo này mình đi photo nữa. Chất lượng nó bằng không? Đó. Tôi nghĩ là nó cho mình photo nhiều cái là. Ủa? À thì phải. Chơi giết lũ rồi. Rồi ok chưa? Mấy ông mà nghĩ ra thiết kế được mấy câu đố này chắc mấy cũng mệt lắm. Uống miếng nước đã. Hay nước nước uống luôn. Nói chung là chăm sóc cây trồng thôi. Cái gì? Mèo mèo kìa. Con mèo nó đứng ở đây à. Bấm lộn nút EG rồi luôn. Con game tôi khi xây vật phẩm là xây bằng nút EG. Rồi không lên được rồi. Mèo. Rồi mất tiêu. Rồi đi thôi. I wonder what else is in. No, what's that? That looks interesting. Let's check it out. Nằm được không? Nằm giống được không? Đây là vô lượt lần nữa không ta? Okay. I must admit, I'm surprised you made it this far. Meow. It's been a while since someone's wandered around this place. And it's good to have you. There's plenty of things to do here. Have you finished exploring? Okay, mèo đọc quá hả?
The train will take us to Horaeus Station, a place where science and art meet nature. À đây, mình hiện tại mới là có mạng 1 thôi, còn cái 5 mạng đó là. Connection. Aran was a brilliant rồi, designer. Chúng ta đi qua cái cổng thứ hai. The lovely artistic elements you see are all thanks to his handiwork. Đúng là anh game giải đố mà xứng đáng với giá $30 rồi. Just as amazing in their own right. Their work was always said to change the world. Or so they said. Đi cấp treo như thế này thì cần gì mấy ống cống ở ngoài đó. Oh, I'm Kate, by the way. An artificial record keeper developed by Mirren to maintain this place. I'll be here to assist you in any way that I can. And I look forward to seeing what wonders okay, you discover. Thiết kế hệ thống di chuyển này đẹp đó. Có phần đó à? FBI có phần đó à? Glad to find out that's how they got around. Nãy giờ mới là khởi động thôi. Đề ba thôi. Is that a tree? Em này là vừa nghệ sĩ mà vừa trồng cây nữa. Maybe we'll find out more about the work being done in this area. Một phái nào. Lại cứ bốc hơi hơi nóng. Trồng cây theo biết chiều dọc á. Tưới nước lên thì nước nó vô cái cây nó thừa quá nó chảy xuống. Chảy xuống nó sẽ bay hơi lên, bơm lên. Nó sẽ bay hơi tuần hoàn lại. Là từ mô hình này qua mô hình này à. Ảo ma vậy. Đây là mấy cái thiết bị. Máy mình xài được không? Nhưng game này nó có làm công đẹp nhưng mà nó cách điệu. Câu này có trong game thôi nha. Làm em để ý nha. Tấm hình này nè. Cũng quyển sách đô vuông màu trắng luôn. Support cho anh em luôn. Nó là nghe cái câu đầu tiên nên không có gọi là tiết lộ gì quá nhiều. Để đọc mail cái. Yeah. Rồi ok, game tiếp. Chờ em xếp. Thôi, nhìn ba cái đó đau đầu thôi. Mình đây đó hả? Trồng ba cái cây ngoài không gian. Này có bóng đèn. Game này thiết kế ảo màu á. Bằng cassette. Này giống cái radio hơn là cái máy phát bằng cassette. Nhưng mà để đóng bằng cassette đây thì không máy phát. Game này đẹp, đồ họa gần như dĩa tay. Nó sống vô này chứ tôi sống ở đây cả đời đúng. Anh em mà không nhìn thấy mặt trời đâu. Mất cái máy tính của bạn cho tôi thôi. Chúng ta có một cái máy nè. Chỉ một cái bên phải này, ở đây nó là hai cái. Tôi mới chỉ thấy có hai cái thôi. Game này không có nút ngồi hết ta. Không có nút chạy nhanh luôn. Ba cái. Đi từ cái này tiếp đi, phá rồi. Vậy là mình mới đi theo thứ tự. These are sick. Wonder if the founder here knew how to rock. Yeah, where's my applause? Đúng là kiến trúc sư thiết kế phối cảnh thôi. Okay. Ghế nhựa nào, ghế nhựa Việt Nam nè. Ghế này nhà tôi cũng có luôn. Khác cái chỗ này thôi. Cái này nó dành giữa nó ngắn hơn với một thanh ngang nữa. Game này nhiều cây quá. Dễ nha, tấm hình này đúng hợp đúng không?
cao lên tí thì nó vuông hơn, nhìn nó đẹp hơn. Để hơi lệch. À đây nè. Đó. Ủa vô luôn được đó hả? Tôi đây. Vải áo ma thiệt. Ngọt. Ông nào đép được game này, nghĩ ra được cái ý tưởng này là cũng thiên tài mẹ ơi. Chứ đừng nói đép ra được. Đẹp quá. Bên đó có đường nữa kìa. Chỉ chắc mình thấy qua vẩn. Đây đây đây. Nice one. That's weird. Đúng là game chọn đúng nền văn minh mà nó ra được cái đường đi rồi. Âm nhạc nè, nấu ăn nè, trồng cây nè, nghệ sĩ nữa nè. Đứng trên nhìn xuống mới được, cái góc này nó xiên dữ lắm. Rồi ok. Hello? Oh, thank God, you answered. It's me. I don't know how it happened, but somehow I lost direct communication with you. Live comms don't seem to be working where you are. That should be fine, though. We can talk using this method, as long as you pick up. I'll try to leave voicemails if you can't. I've been monitoring your vitals in the system, so I'll keep you posted as you wander along. Good luck in there. Em là trồng bao nhiêu cái cây vậy? Mấy ông thiết kế cây trong game này chắc đổi nghề đi làm nông nghiệp luôn á. Dướng cái bức tường này á. Mình phải lùi về chỗ nữa mà dướng bức tường rồi. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn. Vậy là mình phải phá cái bức tường này từ đầu luôn. Được, ok chưa? Ơi. Bét hơi sâu rồi. Khoan, từ tấm này qua được tấm bển. Tức là cái chỗ nó nhìn qua cái hướng này. Khó tưởng tượng quá. Hơi xuyên tí gì được không ta? Thấp rồi, nó cao lên tí nữa. Đây, gì ok chưa? Dốc này mình nhảy lên được không? Được. Ok. Ok.
đứng ngay chỗ này được rồi, không cần phải nhảy gì hết. Chỗ này là chỗ ban đầu, nhìn ghế cái gối não luôn, coi có cái con map nè. Seeing you walk around this place brings back memories. Nếu vậy mình cần phải 1, 2, 3, 4 cái à? 3 cái à? 3 cái để tôi nghĩ cái này là ghép nè. Cái màu ghép thì anh em biết 3 màu tổ hợp của ghép game luôn á. Thì nó mới ra được cái màu sắc ánh sáng là màu trắng. Ủa mới phối được cái các màu GGB á. Nên cái này ghép thì tôi nghĩ hai cái còn lại là game với lưu thôi. Rồi đây nè. Không, họ dùng màu khác CMK rồi. Ủa đâu nó không à? Nhìn nè. Luôn nè, ghép nè. Sao nó thành màu hồng không biết nữa. Ơ? Brilliant, isn't it? Ý của nó là giấu đường bên đây để mình đi bản mình dòm bên đây. Hay những chỗ này ai cũng nghĩ là cái tường này liền thành ngõ cục không à. Rồi còn cái lu nữa. Mèo. Bộ bài này hơi lạ nha. Anh em mà chơi bài là mua cái mấy cái lá bài của mấy anh mà bên Trung Hoa chế hình van anime Weibo vậy không? Mấy anh để Weibo chơi bài vô đó không à? Đánh tiếng lên mà nó chơi là hình nhân vật Weibo không? Tôi nghĩ cái tiếp theo nó nằm trên này thôi. Ủa? Đây nhớ hai máy mà. Ủa hai này lóc hết rồi đi đâu? Có một cái chấm này là gì đó? À, hình như là ba màn. Mấy cái chấm đó là chỉ màn chơi thôi. Đây còn một máy nữa. Nãy đuôi mù nhìn ba cái này mà không nhìn cái này. Chúng ta hình như là có 5 cái đường cáp treo. Trong cái đường cáp treo thì có 4 đến 5 cái máy, trong mỗi cái máy thì lại có 3 đến 4 màn chơi. Vậy coi như là 544 đi là 20 80 khoảng 100 màn chơi. Cái này là cái gì đây? À, cái này mình có thể chụp ảnh. Mình sẽ coi nó ảnh nó chụp được rồi phối như thế nào thôi. Tôi nghĩ đi đây tại trên này còn cái máy nè. Trắng đen đẹp quá. Tôi nghĩ ban đầu là nó để nó phủ trắng đen thôi, nhưng hóa ra họ làm luôn cái bộ lọc. Be sure to catch my good side, all right? Excellent shot. Bye. Bye bye anh mèo. Chụp được 5 lần hả? Sao nó chụp được 5 lần đó?
Để cái ghế ngồi đây nó đúng chiêu luôn á. Ngồi đây cũng được nữa nè. Thêm quyển sách bên đây rồi, bên đây thêm cái bàn đi cà phê gì đó thôi rồi. Cuộc đời đúng chiêu ngay chỗ đó luôn. Vậy là còn một cục pin nữa, nó nằm đâu đây á. Này bóng đèn. Còn cục pin nữa nằm đâu ta? Có ghi đâu mà bảo trì cái nóc nhà nên có thể là cho nóc nhà này. Nó bị cao lắm. Lên tới nóc rồi nè. Nếu như không nóc bên đây thì thử qua nóc bên kia thôi. Tôi nhớ cái bản demo khi mình chụp chồng lên cái gì đó thì nó sẽ báo lỗi. Như chụp chồng lên máy này báo lỗi nè. Nên cũng đang muốn chụp thử rồi nó có bị báo lỗi gì không. Xíu cục pin đó bên dưới này có không, dưới này là không luôn rồi, trên này nãy thì mình chết rồi nên dưới còn ba chỗ này thôi. Cái này thì trong đây cũng không có luôn.
Trên đây cũng chả có luôn rồi. Quế á. Là tôi sai được cái tấm đầu tiên luôn rồi. Những đường mèo nào chắc cam mà cũng có hình tượng đó. À tôi hiểu rồi, nãy giờ mình quá ngu thôi. Không nghĩ tới giờ mới nghĩ. Đi đọc cái ghi chú vớ vẩn. Ok. That's quite the clever solution. Cú bích trong là đầu óc nó khù khờ, anh em thông cảm thấy. Tốn thời gian quá, anh em thông cảm. Não tàn nó vậy thôi. Tự nhiên đi đọc cái ghi chú gì ở đâu trên nóc á. Cái máy này đẹp quá. Đem như đưa vô game thôi, thiết kế hình cô đố được. Gì đây? Bối vải. I'm uncertain by what she meant, but you seem to have a handle on things. Cái này chỉ được hai tấm thôi, đỡ chụp được. Dướng cái hàng rào á, dướng hàng rào thì bị gì không? À là mình qua không được. Tiêu cái máy ảnh rồi, mình chụp được không? Không. Lùi ra chút nữa. Ủa đâu gần lại chút nữa nhá, gần lại nó mới không dướng. Nãy đường mèo tam thể giờ thành con mèo đen trắng với mỗi cặp mắt màu vàng à. Rồi mình sẽ canh làm sao cái máy ảnh của mình á chụp được vô cái đó. Cái máy ảnh này nó ra đường đầu nhỏ, chụp được vô cái này để nó quay xuống. Nó ra đầu nhỏ thì nó có thể ngay đây. Phim á, phim là sao? À cái máy này lúc đầu mình chụp hình như là nó không phim. Phí, lại chụp. Mình chụp hai tấm hơi phí. Vậy là chỉ lấy một tấm thôi. Hay là dùng luôn cái máy. Ủa cái máy đây đâu tiêu vậy? Thấy mèo rồi phải nữ. Đứng ở cái góc này thì đâu có thấy cái số phim đâu. Còn một phim nữa. Đâu ra đây hả? Ôi.
Qua, ok. Rồi, dọn cái máy này. Tủ lạnh mở được không bạn ơi? Dán hình với trái cam mà. Còn cái ghế nó đông tới đây luôn. Này gì? Dạng như gối trà hay là do bị bệnh rửa chén thì rửa trong cái máy này luôn. Đây là hai cục pin. Đây là một cục pin. Còn gì nữa không? Đây là một cái phun chanh. Nhưng mà nó sẽ rớt. Down the rabbit hole it goes. Brilliant catch. What? I've done it better myself. Lấy cái này trước. Nó để cái kia nó liếm lại cái là tiêu luôn. Dễ. Ấy, đừng chịu xuống không. Lắc qua lắc lại nó dướng rớt đồ luôn rồi. Game tôi thì không có rớt luôn nha. Anh em yên tâm. Game này bán chắc cũng là vài trăm ngàn bán. Ủa đứt cũng dây điện này. Mình còn một cái máy ảnh trên này. Ai điện điện dữ vậy? Thổi đâu? Bloody voicemail. I bet these phone booths are placed at the most inopportune spots. Just leaving bây your message. I've been trying to look ahead, but the simulation is a bit of a maze. You're the only one that can navigate it. If I were to guess, though, what remains of all their research should be scattered around you. And if I were a delicate machine that could solve climate change, I'd be deep in a lab somewhere. Anyway, I'll do my best out here. Tôi ở trong rừng biết rồi, nhìn cây cỏ là ngán ngốc luôn mà. A delicate machine, something to do with climate. That sounds familiar. Hai cục pin nữa nên mình phải chụp thêm một tấm nữa để lấy hình cục pin. Tấm đầu để di chuyển, tấm thứ hai là cục pin thứ hai. Ảnh trong ảnh của ảnh. Game này cơ chế đơn giản nhưng mà cách thức nó thực hiện phức tạp. Sáng tạo. Đói bụng quá ta. Thấy cây cỏ không, không có một con gì trên mà thịt thà này nhiều quá không. Bốn cái ghế ngồi. Nhưng mà chỉ có ba bộ mà muỗng dĩa không. Muỗng nĩa. Thìa với cây dĩa. Đĩa thì bốn cái. Này cái chai gì? Lọ này chắc là lọ kem chống nắng hay gì đó, hoặc là lọ màu xanh dương á, xanh lam, màu tràm á. Màu vàng chắc lọ màu rồi. Cái gì phích ốc gì nè? Phải.
tôi nghĩ là mình sẽ phá cái nền trước, xong rồi dùng cái máy này chụp được cái ảnh cái nền. Hai tấm ảnh, bây giờ mình có cái này đó đó, để từ từ tôi suy nghĩ nhé. Ủa cái góc nó sao quên nó tiêu vậy? Tập trung tí không? Tôi nghĩ là đúng rồi đó. Rồi. Ok. Màn đơn giản vậy đó hả? Còn máy nào nữa không bạn? We're heading towards the workspace of a masterful Leon. Tiêu lòng dữ đó, đã trai giờ thì mình trong thiết bị. Tức là không có thò ra ngoài hả? Mèo rồi, à, mèo đây. Teleporters, that's all thanks to his handiwork. Though, he wouldn't accept the compliment directly. Mèo đến đây mới đẹp nè. I'm sure you'll find something useful here. One step closer to solving a possible question. Họ dùng cái đoạn này để load map. Nên người cảm thấy nó hơi giật giật đấy. Thiết kế nổi cái cabin thôi cũng đẹp lắm, nhìn rất là nhẹ luôn. Mũi tên cũng chỉa thẳng rồi, 3 số 0. Mắt xếp do gì? Ta biết sở thích ta. Khoan, đâu có đơn giản được gì. Quạt điện này chắc cũng hơi khổ lắm mà. Cái chân bằng nhựa này với mà mấy cái nút màu màu. Pin nè. Máy nghe đài. Cái kỳ công quá hả? Mấy cái hộp này nhìn đúng đẹp lắm. Mấy cái bò với mấy cái tủ đường màu. Từ hồi nãy là nãy là nấu ăn rồi nè, chủ đề ban đầu là nấu ăn, cái hai là thư viện, cái đầu tiên đó là thư viện sách báo, cái hai nấu ăn, còn bây giờ qua kim khí điện máy rồi, cơ điện tử rồi. Từ lên tầng trên coi thử nha. Chỗ này cũng ngồi được nữa hả? Ai ngồi đó, cái phong cảnh view đẹp gì chỗ đó đáng lẽ để nhờ kho thôi. Quạt đi lắp hơi ba cây đây chứ không? Điện mặt trời thừa mướn quá gì á. Vào phòng gym luôn. Kỹ thuật hay thể lực luôn. Ủa cái phòng này thấy quen quá vậy? Đẹp. Ngôi sân thượng như thế này cũng đẹp luôn. Nó dạng như cái máy nước nóng, như cái lò sưởi vậy. Cái này là bàn mặt trượt. Anh em này chắc không biết chơi con này đâu. Sao có hai cục xí ngầu vậy nó. Bàn trượt thì nó nhiều cái loại chơi lắm. Bên Trung Quốc thì mỗi lúc chơi người ta vô người ta thở thần cũng ngầu. Cái lực chơi ra sao, bao nhiêu điểm thì cũng phỏng nùn vậy. Điện đóm hơi lòng thòng chút thôi. Chứ thiết kế cái nhà này đẹp. Có cái sưởi như thế này bao ngon luôn. Nhìn cái cửa sắt là đúng chất châu Á mình luôn. Này giống đèn tín hiệu cái gì? Đỏ xanh vàng. Hồi nào có cái nhà được gì đẹp luôn. Còn này kiến trúc nội thất rồi, ngoại cảnh nào đẹp. Mà dùng tay 4. Kim khí điện máy cơ điện tử luôn. Chứ nói về việc mấy anh mà Trung Hoa gia công. In my memories, I hear
you're singing and laughing. Pháp sư Trung Hoa. I remember a celebration. Shall we go take a look? Màn đầu thì khá là đơn giản. Nãy giờ tôi chỉ nhầm cái màn mê cung là lật á. Tôi không nghĩ là bên kia nó có đường nên nhầm tới rồi. Khớp phải không? Well done. Well done. It's a shame things crumble over time. Only there's always someone here to fix it. First Celion, now you. Thank you. Với tôi bây giờ đang trời mưa nhưng mà không trùng nó dữ lắm. Để ba cái đồ ăn ở ngoài này cái gì. Tí xíu là banh liền. Bản này thiết kế cái gì đẹp đẹp như bức tranh đồ bỏ vô cho nó nghệ tí. Bìa sách cũng làm rất là chỉnh chu nữa nè. Ba cái vết chạy xuống cổ. Không gò được hả? Hiểu rồi. That's wonderful. Mình coi cái cảnh đó giống cái chỗ nào á, mình viết cái dòng lặp lại đi qua lần đó mới lấy được win. If my system memory is correct, Celion received quite a unique gift. Mình sẽ đi 3 lần lấy cục win 3 lần. Nên bây giờ tôi nghĩ là đem cục này ra trước. Nghe chưa? Đó, mình mới đi qua được chỗ này đấy một lần nữa. Ủa? Không có cục pin nữa. Cũng không có bức ảnh lần nữa. Vậy là tôi sai hết ta. Phải, nếu nó không phải dùng lọc thì nó làm thế nào để đủ 13 cục pin. Cảnh đó là từ cảnh này đúng nè. Nhưng mà khi mình bấm xong mình đi qua thì nó lại không có. Từ từ suy nghĩ nữa. Hay là từ đầu mình không cần đem cục pin đi. Ủa? Sao nó tôi về đây luôn mày? Chưa ngay nữa. À bên đây còn đường nữa. Ủa không, chỗ này chỗ nãy mình đi vô mà đường đi. Lú rồi, dịch dịch. Đâu phải dịch. Lú hơi bị nặng. Well done. It's a shame things crumble over time. Only there's always someone here to fix it. First Celion, now you. Thank you. Nếu như vậy thì qua đây nó lại không có đường. That's wonderful. Mèo lướt đất đó kìa. I love these little events. If my system memory is correct, Celion received quite a unique gift that day.
Thế này thì cũng vậy. Hiểu rồi, hiểu rồi. Mình sẽ để cục pin qua phức ở phía sau. Đây. Khi mình chụp thì mình sẽ đi ra sau lưng nó được. Ủa? Mất luôn cục pin. Vẫn không có cục pin mới. Waiting to get the perfect shot. Too much of that cannot be good for my health. Ay, kaarawan mo ngayon. It's your birthday. Hoy? No, Grumpy. Only eating and drinking and dancing. Lots of dancing. I even bought my guitar to play for you. That's a high honor, you know. All right, all right. Happy birthday to me. That's more like it. Now, take a bow. Đây là hết tác dụng rồi. Này cũng xong luôn rồi. Nào, quá ta vô đuôi anh đâu. Không được, ta đã chơi ngu thôi. Tua hay nhiều quá mà. Well done. It's a shame things crumble over time. Only, there's always someone here to fix it. First Celia, now you. Thank you. A birthday! That's wonderful. A gathering of friends. I love these little events. If my system memory is correct, Celia received quite a unique gift that day. Cái bức tranh nó được tạo ra trước rồi. Well done. Nghe chữ well done nãy giờ 4-5 lần rồi. Only, there's always someone here to fix it. First Celion, now you. Thank you. Không có cục pin nào hết. Hên, hên, hên. Ừ. Rồi sao?
Cái này đâu gọi là gợi ý nữa. Chỉ có một cục pin trong cái map này nhưng mà mình cần ba. Không được, không có quỷ luôn được. Như vậy được không? Bỏ hai cái giữ lên cái được không? Méo được luôn, không chỉ gian được rồi. Đứng ở đâu dễ làm dấu được chứ ta. A birthday. That's wonderful. Gathering of friends. I love these little events. If my system memory is correct, Celion received quite a unique gift that day. Còn cái máy ảnh này nữa. Oh, you found it. A camera. Right. Portable and with instant film to the... Suy nghĩ sâu xa gì thực ra là cái đáp án nằm ngay trước mặt. Powerful way to store data. I can't wait to see how. Do không chịu nhìn thôi. Rồi, không có thời gian vãi rồi. If I had thumbs. Well done. Nãy giờ cũng mấy lần rồi. Crumble over time. Only there's always someone here to fix it. Nó đâu phải nằm trong đây, nó nằm trong bên đây mà. Thank you. A birthday. That's wonderful. Gathering of friends. Cái tấm này là chụp trước chú sinh nhật. Đủ nến ngọn này là sinh nhật rồi nó mới ăn này. Cứ tự làm khó chính mình con. Xong một màn. Này có 4 màn lận. Vẫn là sao?
Đoạn này có trong demo nè, nút bấm vô cái máy này là kết thúc demo luôn á. Đó, đã có màn mới. Mình thổi bánh xong nha. Ủa cái điện thoại bạn để làm gì? I've been waiting for you. Mèo mèo mèo, đừng mèo nhé. I went ahead to search for the machine you're looking for. Most elusive indeed. Was that the only reason you came here? À, đút tiền này có thể chở mình đi theo đường thẳng, đừng mèo với anh. Cái tay gì không ta cũng được. Đây là cái gì ảo ma gì gì đây? Leon was always fond of games. Game 3D hay game 2D gì? Nhìn ma giáo quá, ma đạo. Bên đó. Vẫn bị dướng nữa ta. Did you know that scientists have to spend years developing a method before they're often allowed to share their work? That's the beauty of the simulation. What you can achieve in a year's time can be merely a blink here. Vì mày tạo cái góc nào cũng cảm giác rất là chiêu quá vậy.
Bây giờ làm cái gì? Cần đi qua bản hả? Rồi hết phim rồi. Vậy là mình chỉ có một tấm hình duy nhất thôi, mình phải chọn nhiều cái. Bên này có cái gì không mới được. Chung là tạm hiểu sơ sơ đó. Cái này chỉ có con mèo thôi. Cái gì đây? À, Vin. Tính đâu quay lại chụp một lần nữa quay á. Nó làm đơn giản mà mình suy nghĩ phức tạp. À, mình vừa phải lấy cục này vừa phải đi qua bản nữa. Bây giờ pin nó cho giới hạn nữa, mình suy nghĩ nên kiểu mà tích cực lên với tiết kiệm năng lượng. Ủa nghe máy đâu? Dù biết dễ còn xong rồi, không việc không đi. This one is quite complicated. Không được, không được. Để vậy cục pin nó lại rớt. Để đây cục pin nó mới không rớt. Khi mình lật lại thì cục pin nó rớt ở đây xuống đây. Đó. Chứ để như nãy mà nó lọt ra đây là cục pin nó rơi thẳng dưới.
trong ba màn à. Như đây là cái máy cuối cùng. Tôi chống mặt chứ đầu quá. Nó cho mình tới hai cuộn phim luôn nha. Phải để có cái cần gạt ở trong luôn á thì nó mới có điện. Không có cần gạt là nó không có điện. That was brilliant. This never gets old. It went through. Hey there. Okay, so looking into the setup, there's clearly something wrong with the system. The deeper you go, the more the data are corrupt due to lack of upkeep. Meaning you might have to find your own exit if that's the case. I think our goals stay the same. Mình gần đứng ở chỗ này hoặc là đứng đây cũng được. Get out. Save the climate. All that good stuff. I'll reach out again when I can. Hope you're messing with reality in some cool ways. Corrupted data? Yes, I have noticed over time that in the later sections of the simulation, the degradation has gotten progressively worse. But isn't that true for all things that once lived? Despite that, it's still wondrous. I hope you'll feel that way too. Dây điện không dính đâu. Dây điện không dính nhau được. Vậy là cho một không được nói dây. Còn một tấm chụp để chụp đầy đủ luôn. Tiếng mèo. Làm sao mình có thể đứng được chỗ này nè, là xong rồi đó. Gần quá, lùi ra tí nữa mới được. Xa thì xa qua đây. Vì là cái này hơi cao. Chết thì nghiêng dốc quá. Đứng chỗ này đi dễ canh mà cái hướng dốc rồi độ.
thực ra chỉ cần hai tấm và một tấm thôi, nhưng tấm chụp nó là hai. Như là mình phải phá cái lớp cản này, xong rồi tạo một cái ở dưới nữa. Để xuống dưới coi thử trước cái này. Chạy em thôi, vẫn chạy. I pray that you've been enjoying your explorations thus far. There's many memories stored here, many impossible things. It acts as a record of sorts, much like a photo, trapped in a moment. I'm glad that someone needed to experience. Còn máy nào nữa ta? Máy này rồi, máy này rồi. Mở cửa cho mình lên sân thượng luôn mà. À đây đây. Chúng chừng đứng ở đây cái máy này đó. Về điện cũng phải nói nữa. Nó có cái thời gian ở đây. Như cái máy này để ngoài nó làm sao ta? Nó chỉ không hoạt động được thôi. Ok. Hiểu. A swift one, wasn't it? Really gets your heart pumping. Well, if you have one, of course. À, cái cục nó như cục lưu điện vậy. Tức là mình không cần nguồn, mình đi vô cái cục lưu điện đó cũng được. Sạc xong mình chụp. Cái mạng này nó đơn giản như vậy.
Does this wish... Quên đừng mèo ơi. Ôi vãi, lừa đảo. Quân lừa đảo. Vậy nếu như nó thiết kế cái này để mình tưởng nhầm là có cầu thang à, mà nó không có cầu thang, vậy mình sẽ thấy một bức tường ở đó mà mình không nghĩ nó là cầu thang. Đấy. Bạn cho nhau à. Lũ đảng đó. Chúng ta vô mê cung rồi. Tất cả mọi thứ nó đều có thể chuyển 2D hình 3D hết. Cái độ ảo ma nó ngày càng cao, hàng gì mà hàng nãy nó dễ. Có cái nào không phải hàng giàu không? Đó đây, có cái này không phải hàng giàu thiệt nè. Cilion was always fond of games. A good puzzle to keep himself busy. His workspaces were no different. Đúng ảo ma luôn. Anh thấy dễ hàng giàu lên thường. Rồi bắt đầu đau đầu giữ chống mặt giữ cái đó. Góc nhìn thứ nhất là nó xây nhanh liên tục, gói đoạn liền đình dữ lắm. Kiến à? Không lấy được. Xin lấy được cái ghê ban đó chứ. Đây, do này là cái cầu thang nè. Vũ đảng nhờ nó chứ. Nó cho mình gì nè. Tôi bắt đầu phải nhìn xung quanh rất là nhiều nên tăng cái độ chống mặt lên. Có cầu thang nào không? Chỉ là một cái tranh lừa đảo thôi. Tưởng dễ ăn vậy hả bạn? Đó, lại một cái cầu thang nữa. Trời ơi, nó nói mình bay qua được rồi, bay được thiệt nè. Thủ đạn chứ không phải. Mình xuất phát từ chỗ này mình đi đúng vòng lên đây là đúng rồi mà ta. Ủa đúng vậy. Xuất phát chỗ này là cái lốc đầu tiên, cái này là cái lốc thứ hai đứng giữa, đi qua đường tròn là
lừa đảo. Thì đứng ở đây nó phải cầu thang qua đây á, theo cái mũi tên nó chỉ dẫn như vậy. This is a disaster. I need to speak with Miriam before this gets any worse. Where has she been anyway? She's so busy with her work, I haven't seen her outside her space in a while. Mưa lớn quá này mình, chắc đường phải tắt máy nhỉ? This. À, bớt mưa mới dám chơi tiếp. Ở trong rừng lên nó tổ vậy. Thôi, bye bye em.